Dạ vâng, shop em đến từ Bắc Giang lại xin được gửi lời chào đến các bác. Mai thì lại tiếp tục giới thiệu các bác về một cái mẫu cạo kẹp vẫy cò đánh vàng. Thì trong những clip trước giới thiệu các bác về những cái dụng keo đánh cò đấy, và những cái thẻ que cáp quang hay là cò giải bên em. Thì hôm nay giới thiệu các bác về cái mẫu cạo kẹp nhé, dành các bác trong miền Nam, nhất là các bác ở Đồng Tháp đánh dựng mẫu cái cạo kẹp này khá là nhiều. Thì và cũng sẽ thông báo giá ở phần cuối video, các bác đón xem video để được biết thêm giá cụ thể nhé. Thì là bên em là một con vị đông cung cấp về các mẫu cạo, từ cái mẫu cạo kẹp cho tới những cái mẫu cạo đánh chuột hay những đánh 10 cm, à 9 cm, 12, 14, 16, 18, 20, 25 nhé. Và những cái mẫu cạo to nhất là mẫu cạo 33 cm. Nhưng hôm nay giới thiệu các bác chủ yếu là cái mẫu cạo kẹp đánh cò như này, mẫu cạo kẹp đánh cò nhé. Đấy, mẫu này là bên em sẽ không chế bàn đĩa, nếu mà chế bàn đĩa sẽ giá sẽ cao hơn, nên bên em sẽ không chế bàn để các bác tự chế bàn nhé. Một bao như này sẽ là 500 chiếc, một chục như này, một bó này sẽ là một chục. Đấy, giá nó sẽ là 80.000 đồng một chục nhé, rất chỉ là rẻ thôi, 80.000 đồng một chục trên một chục như này. Các bác về, các bác mua lại 40-50 chiếc về giải thì khắp ruộng khắp đồng luôn. Đấy, đây là mẫu cạm kẹp dành các bác đánh cò. Lò xo đây là lò xo Phật này, khá là mạnh. Mẫu này là mẫu cạm kẹp lớn nhé. Bên em chỉ bán một loại là mẫu lớn thôi, em không bán mẫu nhỏ đâu. Đấy, một bao như này sẽ là 500 chiếc, các bác lấy số lượng nhiều, ví dụ như là 40-50 chiếc thì bên em sẽ miễn phí giao hàng cho các bác. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Chất liệu của cái mẫu cạo kẹp này là bằng thép nhé, đương nhiên là bằng đây, cái mẫu này bằng thép. Mẫu này các bác có thể đánh chuột, đánh gà hay là đánh nhiều bác đánh trồn, đánh sóc đều được, nhưng mà mẫu này là mẫu không có răng cưa. Đấy, bên em bán cái mẫu này không răng cưa, nó sẽ không bị làm đứt chân con bồi, con mổ của chúng ta. Đấy nhá, giá cũng thông báo luôn rồi, sẽ là 80.000 một chục như này. Đấy, các bác nào đang tham khảo đó, mua về để đánh cò, đánh vạc, đấy thì liên hệ trực tiếp ngay bên em nhé, theo số điện thoại là 0967 924 126 nhé. Sau đó sẽ có Zalo, các bác phải kết bạn Zalo để được tư vấn và đặt hàng. Một cái video ngắn gọn em sẽ kết thúc tại đây. Các bác theo dõi video cho em xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ bên cơ sở bên em nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp trong clip lần sau.